Chào các bạn, đây một hiện tượng là hiện tượng lạ ở quận Thủ Đức nha. Rất nhiều chim én đang ăn mối. Rồi vô chào các bạn đấy con. Dạ mối nhiều lắm cô. Nó ăn mối mà cãi, nó ăn mối được nhiều tốt gì đâu, mối mũi rồi đó. Không, hai con này con yến á, nó kêu yến. Yến. Nó kêu giống như mấy cái nhà yến mà nó phát ra cô. Kêu tẹt về. Mối bay nhiều lắm. Đó nó kêu y chang mấy cái nhà yến á chú. Nó hay bật. Hiện tượng gì đây mà quá trời chim vậy? Én à chú ơi, con nghĩ là én. Chả hiểu. Hiện tượng gì đây? Dạ thầy chứ chỗ này chắc chỗ này nhiều mối là sao á, chỗ này nhiều mối là sao á, vô luôn không anh? Con này cũng yến nè, cũng én nè anh, yến phải không? Mình chả phân biệt được nhưng mà cái này chắc đúng rồi. Đất lành chim đậu đúng không anh? Ngon, ngon. Người chừng chục ký thôi là thấy. Không, ở đây là phải ồn ào với cái nhà ý. Mình phải đặt bẫy mấy con mối này nó ăn được. Đúng rồi, nó ăn hết mối rồi, nó hết con mũi nữa, nó ăn mũi nữa.